Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal ngày 21 tháng 10 cho VOA biết rằng nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam Hà Văn Thành phải là trường hợp xứng đáng nhất để được chính phủ Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn chính trị. Và ông bày tỏ quyết tâm vận động để cho ông Thành được ở lại Mỹ, kể cả việc trực tiếp vận động tòa Bạch Ốc giữa lúc có tin cho hay ông Thành đang tuyệt thực. Tin nói, ông Hà Văn Thành hiện đang bị cơ quan thực thi di trú và hải quan giam giữ và sẽ bị trục xuất về Việt Nam trong tháng này. Trong email gửi cho đài VOA, dân biểu Lowenfall nói, ông nhiều lần và liên tục liên lạc với các cơ quan liên bang trong nỗ lực làm nối bật mối nguy hiểm trong trường hợp ông Thành bị trục xuất về Việt Nam. Ông Lê Thanh Tùng, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, người gần đây có nhận được các cuộc gọi của ông Hà Văn Thành từ trại giam Arizona, cho VOA biết là dù có sự can thiệp của một số dân biểu và các NGO, nhưng phía di trú quyết tâm trục xuất ông Thành về Việt Nam trong vài ngày nữa, cùng với những di dân bất hợp pháp từ Việt Nam qua, và ông Thành quyết định tuyệt thực từ ngày 16 tháng 10 tại nhà tù Liên bang để phản đối. Ông Thành được biết đến qua các cuộc biểu tình phản đối Formosa gây thảm họa môi trường ven biển bốn tỉnh miền Trung vào năm 2016. Ông đã đào thoát khỏi Việt Nam tới biên giới Mỹ xin tị nạn tháng 7 năm 2018 vì lo sợ sẽ bị bắt bỏ tù như một số nhà hoạt động về môi trường khác là Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Tòa án di trú Mỹ ra phán quyết từ chối cấp quy chế tị nạn cho ông Thành hôm 10 tháng 5 năm nay sau 3 lần ra tòa nhưng việc trục xuất chưa được thực hiện giữa lúc có sự can thiệp của các dân biểu và một số tổ chức ngo vận động washington cho ông thành được hưởng quy chế tị nạn